Keo vật giải 3A giữa đô Nguyễn Tất Lộc đến từ xứ vật Nghệ An, một trong những kiện tướng quốc gia ở hạ cân 80kg, gặp đô Cường xới vật Đồng Kỵ. Xin mời theo 12 đô nghe hiệu lệnh, trọng tài chống là thủ tục xét đài. Một trong những kiến tướng quốc gia với chuyên môn về giày là vật dân tộc, có những kỹ thuật sử dụng phố rất uyển chuyển và điêu luyện, nhưng năm nay về với địa phương mất giá, chúng tôi chưa chuẩn bị được những chiếc khố cho các đô lên, phần nào hạn chế những kỹ thuật sử dụng phố của các đô. Nhưng trong buổi chiều ngày hôm qua, Đô Lực cũng đã chứng tỏ được một thế nào là kiến tướng quốc gia, một rất khôn ngoan. Trong buổi chiều ngày hôm qua, Đô Lực cũng đã thắng đô một đô của Thái Bình nặng tới 125 cân. Tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, đây là keo vật tranh giải ba mùa xuân 2023 của chúng tôi, với trang phục đai đỏ quần đen là ông Đô Lực ở Nghệ An đã chiến thắng, và với trang phục đai xanh quần xanh là ông Đô Cường ở Đồng Kỵ xin theo khóa, và xin thông báo để bà con cô bác quý vị tiện theo dõi. Xin mời Đô Lộc nghỉ giải lao, về cuối hội chúng tôi sẽ